Ôi, xin chào mọi người. Hôm nay nổi hứng nói về cái chuyện là tình yêu. Có khác cái là tình yêu với chó. Không kể cái giống nào cả. Lúc vui lớn là cái giống khác. Thì mọi người có thể nhìn. Mình vừa mới dọn dẹp thì chúng nó xong, mồ hôi còn đang dính đầy đấy, dù là đây là trong phòng mà là phòng điều hòa nhé, nên dọn thì phải ra ngoài. Thì mọi người có thể thấy được là rất nhiều người nói yêu chó rồi thế này thế kia, nhưng mà người ta vẫn có thể là người ta sẽ bán cái con chó của người ta đi. Thì cái sự yêu chó như vậy, nói là yêu chó thì có đúng hay là không, và mọi người đang ở cái mức nào, yêu hay thích hay là chỉ quan là có sơ qua cảm tình thôi. Thì như thế nào là yêu chó? Theo mình thì ngắn gọn nó chỉ là nếu mà hầu chúng nó mà bạn không thấy bực mình, hầu chúng nó mà vẫn thấy có cái sự vui vẻ thì có thể gọi đấy là yêu. Còn tất nhiên là khi chúng ta đã yêu thì chúng ta sẽ không bán. Chúng ta nuôi là chúng ta nuôi gắn bó. Còn trong cái trường hợp đặc thù gọi là nó không thể nào mà chúng ta có thể lo tốt cho nó được thì chúng ta sẽ tìm chủ mới cho chúng nó, nhưng nó sẽ ở cái diện rất là khắt khe ở việc tìm chủ. Bởi vì khi ấy là chúng ta tìm chủ là chúng ta sẽ tìm chủ cho chúng nó là để chúng nó được chăm sóc tốt, vì chúng ta không thể chăm sóc được, chứ không phải là vì được giá mà chúng ta bán. Yêu chó thì không phải là được giá mà bán. Nếu mà một cái người mà chỉ nuôi một con thì bạn trả giá bao nhiêu chắc người ta cũng chẳng bán đâu, nếu mà không phải là nó rơi vào cái trường hợp đặc thù. Còn cái tình yêu thì tình yêu của người nam nữ hay là cái tình yêu với các cái khác, như là có người yêu chó, có người yêu mèo, có người yêu cây, các cái loại tình yêu ấy nó đều có các cái giai đoạn của nó cả, chứ không có cái nào mà gọi là tiếng sét ái tình đâu. Ban đầu thì sẽ chỉ là thích thôi, còn người với người thì mình không biết. Nhưng mà với các cái giống chó thì ban đầu có những người gặp là rất là thích, nhưng mà để đến cái yêu ấy thì nó đều phải trải qua quá trình gắn bó, phải có một cái sự gắn bó, một sự tương tác, một cái sự hiểu nhau rồi mới đến cái giai đoạn yêu nhau được. Và yêu chó thì nó không phải là một cái mang cái tính chất trừu tượng, mà nó sẽ có cái đối tượng gọi chung là yêu chó thôi, chứ còn mình yêu con chó của mình. Mình cảm tình với các cái con chó của mọi người, những cái con chó thân thiện hay là thông minh hay là đẹp, rất nhiều thứ để mình có thể cảm tình. Và ít nhất là kể cả với những cái con chó nó không được tốt, nó có thể nó hư hay thế này thế kia thì mình dung cảm, chứ không có cái sự ác ý. Đấy là khi mà mình yêu chó, mình yêu một con chó thôi, mình sẽ có cảm tình với các cái con chó khác, và sẽ có cảm tình với những người cùng yêu chó giống mình. Cái đấy là cái mà tại sao sẽ có rất nhiều các bạn xem clip của Rook LGV ở trên kênh YouTube, hay là có thể biết được qua Facebook của Rook LGV là Trại Chó Rook LGV, trang Facebook. Thì mọi người dành cái sự yêu quý cho mình, cái đấy là mình rất là cảm ơn mọi người.
Nhưng mà đấy là nó có chúng bởi vì sao? Chúng ta có cái sự cảm tình với nhau. Mình cũng rất là quý các bạn. Có thể là chỉ qua vài cái bình luận thôi, mình cũng có thể có một cái sự cảm nhận nào đấy. Là cái sự đồng cảm. Là bởi vì chúng ta cùng yêu những cái con chó và cái giống Rottweiler. Và mọi người đã từng có một cái sự gắn bó nào đấy với một con chó nào đấy rồi. Có thể là giống chó khác nhé. Nhưng sau khi tìm hiểu về Rottweiler thì mọi người cũng yêu thích cái giống Rottweiler. Yêu thích thì nó còn, nó cũng như là người thôi. Nó cần một cái sự hòa hợp. Cái sự hòa hợp về tính cách. Cái ngoại hình là mình thích được. Nhưng mà cái tính cách của cái giống chó để mà mình yêu thì thường là nó có một cái sự hòa hợp về tính cách với chủ. Thì mình sẽ làm một cái clip sau về cái dự đoán là những cái người nào có tính cách như thế nào thì sẽ thích hợp để nuôi cái giống Rottweiler này. Bởi vì mỗi một cái giống chó thì nó có những cái đặc trưng riêng các bạn. Trại Rottweiler Derby nhà mình thì nhân giống là nhân giống Rottweiler, nhưng mà mình nuôi tổng cộng là 8 giống chó khác nhau. Nuôi lâu đấy, nuôi 5-6-7 năm đấy rồi. Thì mình có thể cảm nhận được cái sự khác biệt các cái giống chó khác nhau, nó có những cái đặc trưng khác nhau và nó sẽ phù hợp với một số cái dạng tính cách. Như con Rottweiler thì nó rất là đặc biệt, nó rất là kén cái người yêu, cái người thích thì rất nhiều, bởi vì là nhìn nó hùng dũng, nó oai vệ mà. Người thích thì rất là nhiều, nhưng người yêu thì nó sẽ rất là kén. Và những cái người gắn bó thì cái giống chó, cái tính cách của nó như thế nào thì nó sẽ có cái sự phù hợp với lại một số người, một cái nhóm người có cái tính cách giống nhau, tương đồng. Cho nên là anh em mà cùng là anh em, các cái anh em hay là kể cả là phụ nữ, rất nhiều người, mọi người mà cùng là đến cái giai đoạn yêu cái giống chó Rottweiler này thì thường là nói chuyện với nhau nó cảm giác nó rất là hợp, bởi vì cái tính cách của chúng ta nó có một cái sự tương đồng. Đều là những cái người mà thật thà, có thể là không có thích nói nhiều, nhưng mà gặp cái người hợp gu thì có thể nói chuyện cả ngày. Đấy là cái sơ lược. Còn mình sẽ làm một cái video xong, mình sẽ hỏi một vài bạn mà đang nuôi và mình đánh giá là yêu cái giống chó này, thì mình sẽ hỏi để mà xem mọi người suy nghĩ như thế nào, rồi mình sẽ gộp chung vào, mình sẽ làm một cái video về cái gọi là dự đoán xem là những ai có tính cách như thế nào thì hợp để nuôi cái giống chó Rottweiler này. Thì rồi chốt lại về cái gọi là chủ đề tình yêu với con chó Rottweiler thì mình có thể chia nó làm 3 giai đoạn. Như người đây thì với con chó mình cảm giác nó cũng như vậy, bởi vì mình cũng trải qua trước đây là ban đầu là mình có cảm tình, nó đúng vào cái gu sở thích mà mình muốn. Ok, mình chưa nuôi, mình chưa hiểu gì về cái giống chó này đâu, nhìn thấy con chó vào người khác thì mình nhìn thấy yêu rồi, nhưng mà cái tình yêu nó không thể nhìn người ta được, mà nó là cái tình yêu, nó là cái cảm nhận của mình. Thì ban đầu nó sẽ chỉ là ở cái giai đoạn thích thôi. Giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn cảm tình với lại loài chó, bất kỳ một giống chó nào. Ok, giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà mình thích một cái giống nào đấy hơn, mình nhìn nó mình rất là thích, ok, cảm tình chung rồi đến thích một cái giống chó nào đấy. Sau cái giai đoạn thích thì đến cái giai đoạn chúng ta nuôi, chúng ta gắn bó, thì khi ấy nó hợp với chúng ta thì chúng ta sẽ yêu. Còn không phải là giống chó nào nó cũng hợp với chúng ta đâu nhé. Có những cái giống chó là chúng ta rất là cưng chúng nó, nó cũng là như là yêu, nhưng mà cái tình yêu nó không có được thỏa mãn, nó không có. Bởi vì là như bản thân như trại nhà mình nuôi 8 giống cơ mà, con nào mình cũng yêu hết,
Nhưng mà cái sự yêu thích nó vẫn có một cái vượt trội hơn, là những cái con chó, những cái giống chó mà nó hợp với cái tính cách của mình. Thì đấy nó là cái sự hòa hợp. Thì cái giai đoạn gắn bó mà các bạn sau đấy là các bạn chăm chúng nó, các bạn không thấy nó mệt mỏi, các bạn rất là tự nguyện để các bạn chăm sóc chúng nó thế này thế kia, hay là chúng nó phá đồ hay là này kia thì cũng cưng chúng nó thôi, bực một tí thôi rồi thôi là xong. Và đừng có ai mà phải mua cái con chó của bạn bởi bạn sẽ không bán, hay là ai mà theo kiểu hắt hủi con chó của bạn thì bạn cũng không có muốn dính dáng gì với những cái người như thế cả. Đấy, có thể nói đó là cái giai đoạn yêu. Và bạn có thể sẵn sàng bạn chi trả nếu mà bạn có tiền. Thì nếu không may mà con chó bị ốm hay là bị lạc mất, bạn sẵn sàng chi cái số tiền lớn hơn cái giá trị mà con chó định giá theo thị trường để chuộc nó hay là cứu nó. Bạn sẵn sàng làm cái việc đấy. Còn tất nhiên mình không có khuyến khích là chúng ta chuộc chó, giả sử trong trường hợp chúng ta mất chó, chúng ta chuộc chó mà chúng ta tạo điều kiện cho cái đội trộm cắp để mà người ta thu tiền, chúng ta sẽ phải có những cái cách nào đấy để mà chúng ta chuộc về cái con chó của chúng ta với cái giá thấp nhất. Còn bởi vì là lúc ấy cái tiền, nếu mà bạn mà yêu một cái con chó nào đấy thì cái số tiền nó không quan trọng đâu, nó không quan trọng, miễn là nó ở trong cái khả năng chi trả của bạn thì bạn sẽ ok ngay. Nhưng mà không nên là để thả lỏng, bởi vì mình từng làm mất chó rồi. Cũng rất là may là gặp được cũng là một cái người yêu chó, ok, họ cho mình chuộc lại những cái giá mà họ đi mua được thì là ok. Cái đấy là trường hợp cảm ơn thì nó cũng sẽ có cái sự cảm ơn và hậu tăng, cái đấy là chắc chắn rồi. Cái đấy là một cái sự may mắn. Còn những cái trường hợp, có những cái trường hợp mà bị làm phiền thì mọi người cũng sẽ phải có lưu ý cần thiết thì chúng ta nhờ chính quyền can thiệp. Thì đấy là trong cái trường hợp đấy, ý mình muốn nói ở đây là khi mà chúng ta đến cái giai đoạn yêu thì nó sẽ như thế. Chúng ta sẽ không có coi con chó nó là cái tài sản đâu. Khi mà các bạn còn coi con chó của các bạn là một cái tài sản thì các bạn đang ở cái giai đoạn quý và thích, chúng ta vẫn có thể bán nó đi, nó là tài sản, chúng ta vẫn có thể bán nó đi nếu được giá, ok. Còn yêu thì nó không có được giá. Yêu thì nó được giá thì chúng ta cảm thấy tự hào về con chó của chúng ta, chứ bán thì bởi vì chúng ta có quy nó ra tiền đâu mà bán. Đấy là cái câu chuyện yêu chó. Và yêu chó là, mình nhắc lại một cái là nhiều người nhầm tưởng là chúng ta phải có một cái sự gắn bó với chúng nó thì nó mới phát sinh tình yêu được. Và nó yêu nó có đối tượng cụ thể. Đây là cưng này, là yêu này. Bởi vì tìm chủ cho bọn chó con của trại thì Rugler Gervie không phải là ai đủ khả năng chi trả cái giá tiền của con chó là Gervie bán, không có phải là như vậy. Chúng tôi có những cái yêu cầu, yêu cầu về là bạn phải yêu quý con chó, bạn phải xác định là bạn gắn kết, gắn bó cả đời con chó, chứ không có phải nuôi 1 năm 2 năm rồi này kia rồi lại bán cho người khác. Thì với những cái trường hợp mà các bạn như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ mua được chó của Rugler Gervie lần thứ hai, trừ trong các cái trường hợp cực kỳ đặc biệt. Thì bạn nếu là một cái người yêu chó sẽ chọn chủ cho các con chó của mình như là những người yêu chó sẽ làm thì ok. Những cái trường hợp như thế gọi là bất khả kháng thì chúng ta phải ưu tiên cho con cái, cho gia đình hơn, ok. Cuộc sống nó có nhiều lúc sông có khúc, người có lúc thì không có nói trước được. Nhưng cái tinh thần là cái tinh thần xác định gắn bó,
chữ nuôi một thời gian rồi chán rồi này kia thì gọi là cả thèm trong chán thì sẽ không bao giờ mua được những con chó của trại nhà mình lần thứ hai. Cái đấy là mình có thể khẳng định với lại mọi người là như vậy. Các bạn có thể một số bạn có quen với một số người mà hỏi chó của Dogo Lovey mà mình không bán thì mọi người cũng có thể biết được không phải ai muốn mua có tiền để mua, bởi vì tiền thì có thể là bạn thiếu, tôi thiếu, nhưng mà có rất nhiều người không có thiếu tiền. Đấy là chúng ta hiểu cái câu chuyện nó là như thế. Vài chục triệu với chúng ta có thể là to, nhưng với nhiều người thì vài chục tỷ nó là to, vài chục triệu nó nhỏ, bởi vì là mỗi một người thì ở trong các hoàn cảnh khác nhau. Có người vài trăm nghìn đã là to rồi, ok. Còn mình biết là rất nhiều bạn là rất là thích cái giống Rottweiler này, và chúng ta theo dõi cái kênh YouTube của Rottweiler Gavi hay là trên Facebook thì mình cũng có một cái mình sẽ chia sẻ với mọi người luôn, là mình đang dự định là mình sẽ có một cái chương trình ưu đãi đặc biệt khi mà các bạn mua chó. Tất cả các bạn mà đăng ký kênh công khai, đăng ký kênh nhưng mà công khai nhé, thì khi mà mình nhìn thì mình sẽ nhìn được là bạn nào đăng ký công khai hay là đăng ký ẩn danh, đăng ký mang tính chất riêng tư ấy, không cho người khác nhìn thấy. Thì các bạn nào mà đăng ký kênh công khai với cái thời gian từ 1 năm trở lên và có thường xuyên tương tác với lại ở dưới các cái video của Rottweiler Gavi thì trại sẽ tặng tất cả mọi người ở trong cái điều kiện, thỏa mãn cái điều kiện đấy, khi mua bất kỳ một cái con chó giống nào của trại thì trại sẽ tặng mọi người cái phần quà chăm chó trị giá 1 triệu, ok. Canxi chibi hay là một số thứ khác, đây là canxi chibi này. Cái này thì là ai nuôi chó cũng cần thôi. Thì đấy là cái mà cũng mang tính chất là để vừa là cái sự đồng cảm mà vừa là cái sự tri ân mọi người theo dõi hay là bình luận nó vui vẻ, bởi vì cái theo dõi hay cái bình luận hay cái chia sẻ của mọi người nó là cái cầu nối để giúp chúng ta lan tỏa cái tình yêu với lại loài chó hay là với giống chó quê lưng, giới thiệu cái giống chó, một cái giống chó rất là tuyệt vời đến với mọi người. Và từ đấy thì có thể nó sẽ phát sinh ra những cái người từ ban đầu cảm tình rồi thích rồi yêu. Đấy là cái mà mình tri ân. Và cái kênh Rottweiler Gavi này của trại là mục đích ban đầu mà mình làm ra, mọi người theo dõi các cái video từ đầu thì mọi người có thể thấy được là không có đăng theo cái kiểu này kia đâu, mà chỉ hoàn toàn chỉ có quay chó rồi chơi với chó rồi này kia. Bởi vì cái mục đích của kênh là muốn để lan tỏa cái sự yêu thương, lan tỏa cái tình yêu với cái giống chó Rottweiler này hay là các cái giống chó nói chung đến mọi người, là những cái người mà yêu chó là chớ yêu, nhưng mà chúng ta không dám thể hiện ra, bởi vì ở một số cái khu vực thì có thể chúng ta sẽ bị coi là dị hợm. Khi mà chúng ta ôm hôn con chó của chúng ta thì nghe người ta nói nó ghê gớm lắm, nó thế này thế kia, thơm này. Bản thân mình thơm bọn chó của mình cũng vẫn có những cái người bình luận theo cái kiểu như thế, hay là để cho con chó nó liếm mặt như thế này, hôm nay mồ hôi nhiều mặn cho nên là nó không liếm. Thì cũng có rất là nhiều người ý kiến. Đây, cho nhà vào nhé. Trời ơi, nhẹ nhàng. Đây, cho em lên TV này. Cũng có rất là nhiều người ý kiến với cái việc ấy. Thì nó sẽ không tránh được cái tình trạng mà rất là nhiều người yêu chó và muốn thể hiện tình cảm với con chó của mình, nhưng mà bị mọi người nói quá nhiều. Rồi mình sẽ rụt rè, mình e ngại, mình không dám thể hiện ra. Thì cái kênh Rottweiler Gavi này ban đầu mục đích của mình nó cũng chỉ là như vậy thôi.
là lan tỏa để cho mọi người biết được là gì, là mọi người yêu chó và muốn gần gũi, ôm hay hôn hay làm một cái gì đấy, chụp ảnh rồi này kia, hay là chăm cái con chó của mình thế này thế kia. Ở đấy là một cái việc bình thường chứ nó không phải là một cái việc dị hợm, bởi vì nếu mà dị hợm thì cũng có Rokulogobi dị hợm cùng với mọi người. Ok, thì mọi người không phải lăn tăn về cái đấy, bởi vì là cái cuộc sống, cái xã hội và mỗi người một suy nghĩ, mỗi một cái tầm nhìn thì chúng ta sẽ có một cái cách nhìn nhận khác nhau. Và mình nhắc lại là khi cái ưu đãi mà Rokulogobi sẽ thực hiện trong cái thời gian tới là dành cho các bạn mà dành cho các bạn mà đăng ký công khai cái kênh YouTube của Rokulogobi có thời gian ít nhất là 1 năm, từ 1 năm trước, và là đăng ký công khai và thường xuyên có tương tác. Bởi vì nếu mà các bạn mà không có tương tác thì mình cũng chẳng biết là các bạn có bao giờ